Vâng, có thể thấy là không chỉ có Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi giá thịt lợn do tình hình Covid-19 mà tại Việt Nam, giá thịt lợn cũng đang có những sự biến động nhất định. Ngày hôm nay, giá lợn hơi cả nước tiếp tục neo ở mức cao, trong khoảng từ 82 đến 90 ngàn đồng một ký tùy từng địa phương. Miền Bắc vẫn có giá lợn hơi cao nhất, dao động trong khoảng từ 87 đến 90 ngàn đồng một ký, trong khi đó miền Nam thấp hơn từ 3 đến 5 giá, trong khoảng từ 84 đến 88 ngàn đồng một ký. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên vẫn tiếp tục có giá lợn hơi thấp nhất cả nước, trong khoảng từ 82 đến mức là 87 ngàn đồng một ký. Vâng, và như chúng ta đã biết là do thiếu hụt nguồn cung nên là giá lợn hơi và giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ, siêu thị luôn cao ngất ngường, nhiều thời điểm ngang ngửa với giá thịt bò. Và để kéo giá thịt lợn giảm xuống thì suốt mấy tháng qua, việc nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và cả nhập lợn sống cũng đang tăng mạnh. Tính trong 7 tháng đầu năm, có 130 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 93.248 tấn thịt lợn các loại, chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Liên bang Nga, tăng 223% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết ngày 1 tháng 8, đã có 15 doanh nghiệp nhập khẩu 16.500 con lợn giống các loại, chủ yếu từ Mỹ, Canada, Thái Lan và Đài Loan. Đối với lợn thịt, tính đến 1 tháng 8, các doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu hơn 4,7 triệu con lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam. Trong đó có 15 doanh nghiệp đã nhập khẩu 75.000 con lợn thịt về Việt Nam để giết mổ. Thưa quý vị, thời tiết diễn biến phức tạp thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Sau khi 20 địa phương tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi thì mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn gửi các địa phương cảnh báo nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh nguy hiểm này. Ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, địa phương cũng đang có những nỗ lực đáng kể ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch nguy hiểm này. Ông Đặng Văn Đệ đang nuôi 20 lợn thịt và một lợn nái. Để bảo vệ đàn lợn khỏi dịch tả lợn châu Phi, ông Đệ thường xuyên phun xịt tiêu độc khử trùng, tẩy rửa chuồng trại và khu vực lân cận. Các loại thức ăn thừa, ông đều loại bỏ và chỉ sử dụng cám chăn nuôi của công ty uy tín để giảm nguy cơ mầm bệnh từ ngoài vào. Nói chung về công tác phòng dịch thì nuôi thường thường là cứ một tuần khử trùng chuồng là để cho heo nó đỡ cái vi khuẩn để nó bảo đảm cho mình nuôi. Còn đây là trang trại lợn của hộ gia đình ông Hà Thanh Long. Gần 10 năm nay, ông Long luôn duy trì nuôi 500 con lợn thịt và 100 con lợn nái. Sau nhiều tháng treo chuồng vì dịch tả lợn châu Phi, tháng 4 vừa qua, ông Long đã tái đàn với khoảng 50 con lợn thịt. Cũng từ đây, ông Long thường xuyên phun xịt khử trùng chuồng trại, bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho đàn lợn. Thì mở rộng tại đàn thì giá cao, thì mà tại đàn lần nhiều quá thì cái vốn nó nhiều quá thì mình chưa dám, thì từ chờ sao được. Đã gần 4 tháng, Bà Rịa Vũng Tàu không xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi mới. Đây là tín hiệu đáng mừng để người chăn nuôi lợn yên tâm tái đàn. Việc còn lại là thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan chuyên môn trong phòng dịch. Thì đối với những người chăn nuôi thì chúng ta tăng cường cái công tác là tiêu độc khử trùng thường xuyên, tiêm phòng vaccine cho những bệnh mà thường xảy ra, rồi tăng bổ sung những cái khoáng chất vitamin và những cái sinh học, những cái men sinh học để cho tăng cái tiêu thụ thức ăn và tăng cường sức đề kháng của gia súc gia cầm. Mà khác là chọn giống thì chúng ta phải chọn những giống những nơi có uy tín, có thương hiệu rõ ràng thì chúng ta mới bắt về, mà trong quá trình nuôi thì chúng ta cũng cách ly sau một thời gian mới cho nhập đàn. Không chủ quan với dịch, cán bộ thú y địa phương thường xuyên tới từng nhà, vận động người chăn nuôi thực hiện tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Đồng thời, tăng cường lực lượng kiểm soát việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn nhằm ngăn chặn mầm bệnh. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân khiến mầm bệnh phát tán nhanh đó chính là môi trường nuôi lợn. Trong những năm qua thì người dân nhiều nơi trong tỉnh Bình Phước đang khẩn thiết kêu cứu khi mà phải sống bên cạnh hàng chục trang trại nuôi lợn ô nhiễm nặng, khiến cho đời sống và sản xuất bị ảnh hưởng. Qua tìm hiểu của phóng viên thì các cơ sở chăn nuôi vi phạm các quy định về môi trường chủ yếu là do nước thải chưa đạt chuẩn, dẫn tới là gây ra tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước. Ngay sau đây là ghi nhận tại huyện Lộc Ninh. Một trại lợn tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Dòng nước thải đen kịt và bốc mùi hôi thối này là từ các trại lợn xả thải trực tiếp ra đây. Nước thải chảy ra kênh mương, ao hồ và xả thẳng vào các ruộng lúa, gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Cái từ 2 năm nay trại heo nó hoàn thành á, nó xả nước cái năm đầu tiên là không đáng kể, tụi em không quan tâm gì tới lắm, nhưng năm ngoái á là nó xả quá nhiều đi, nước nó tràn lan quá nhiều, đâm ra bà con
cái người nào mà sát mấy mương này là hoàn toàn mất trắng. Còn tụi em đa số phần trên kia thì nó cũng ảnh hưởng được cái cũng nhiều. Bức xúc vì những cánh đồng lúa gần trại nuôi lợn cũng đang dần bị bức tử vì nước thải từ trại lợn. Người dân phản ánh lên các cấp chính quyền. Chủ trại đã đầu tư một hệ thống máng dẫn nước thải đổ thẳng ra suối Cần Lê. Vậy là mối nguy hại lại được đẩy sang những hộ dân ấp 9 xã Lộc Hưng. Khi mà mùa mưa tới, giông tố là cái mùi hôi thối, tức là cái mùi ga xả, tức là nó không chịu nổi, dân phải đóng cửa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiện tượng là ruồi là nhiều. Đó. Trong khi cam kết là tức là 300 mét đối với dân, tức là không bao giờ có cái mùi hôi thối. Đó là bảo đảm của cái doanh nghiệp bên trại heo. Tháng 6 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của 48 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn hai biên giới, huyện Lộc Ninh và Bù Đốp. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện 35 trại chưa hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, 26 đơn vị xử lý nước thải chưa đạt quy chuẩn. Hiện nay thì Sở đã tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các đơn vị đó là phải nhanh chóng khắc phục các nội dung còn tồn tại, xây dựng các công trình xử lý thải theo đúng nội dung mà báo cáo đánh giá môi trường đã được thông qua. Những năm gần đây, chăn nuôi lợn phát triển mạnh tại Bình Phước và do các trại lợn không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường nên tình trạng ô nhiễm đang ngày càng nặng, ảnh hưởng cuộc sống và sản xuất của người dân.